chào anh em nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở làng văn hóa cộng đồng, làng văn hóa du lịch sinh thái Hồ Tây Đồng Liện, đây gọi là Đồng Lâm. Đồng Lâm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là ngôi làng còn nhiều nhà sàn nhất ở huyện Hữu Lũng. Ngôi làng này nằm cách đường quốc lộ 1A sẽ khoảng 20 cây số, đi qua các xã Yên Thịnh, Yên Vượng. Anh em ở đây có thể ngắm cảnh du lịch sinh thái và hồ Đồng Lâm. Đây là khu vực sinh sống của người Sao, người Nùng, người Hoa. Anh em đi hết khu vực này sẽ đi sang xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn. Qua đây khoảng hơn 20 cây số này anh em có thể đến đỉnh Nà Lai Bắc Sơn ngắm cảnh mùa lúa chín. Anh em nhớ vào đến tháng 8 hoặc là tháng 10 vậy. Quê mình chỉ có cảnh đẹp như thế này thôi. Hiện tại mình đang làm kênh vlog tên là Trưởng Alex. Do mới làm cho nên vẫn còn sơ sài, quyết định chưa được kỹ. Mong anh em ủng hộ kênh bằng cách like, subscribe hoặc là bấm đăng ký để mình có động lực review nhiều cảnh đẹp hơn cho các bạn. Đây tòa nhà sàn anh em nhé. Mình về cá nhân mình tên là Trưởng, hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh bên công ty Sơn Alex. Thời gian mình có rất là nhiều, ở trên đường đi gặp rất là nhiều cảnh đẹp, mình sẽ quay lại cho anh em được chiêm ngưỡng. Nếu có dịp anh em nhớ đi trải nghiệm thực tế nhé. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký. Chúc anh em buổi tối vui vẻ.